giáo hội, 2. Hội thánh giáo xứ Thượng Thành và Diên họ Việt Nam, 3. Hương lửa. Giáo xứ Thành Đại Đồng, 12. Cờ đồng hương giáo xứ Thuận Thành. Thank you.
cung nghinh kiều thánh Bernardo, thứ tự đoàn rước, một là giáo hội, hai hội chống giáo xứ Thuận Thành và Duyên Thọ miền Nam, ba hương một thánh giá đến cao, năm ca đoàn giáo hạt, sáu thiếu nhi thánh thể Đồng Hương Ấp Lũ, bảy thiếu nhi thánh thể Long Thọ, tám tam giới trẻ điều hành giáo hạt Đại Đồng. Kính mời đoàn rước nhanh chân một chút nữa. Chúng con xin chào, kính mời đoàn rước nhanh chân một chút nữa. 16 cờ Đồng Hương giáo xứ Lạc Nam. 17 cờ Đồng Hương giáo xứ Hà Cát. 18 cờ Đồng Hương giáo xứ Minh Đường. 19 cờ Đồng Hương giáo xứ Phú Hương. 20 cờ Đồng Hương giáo xứ Phú Thọ. 21 cờ Đồng Hương giáo xứ Định Hải. 22 cờ Đồng Hương giáo xứ Thanh Thủy. 23 cờ Đồng Hương giáo họ Sa Nam. 24 hội kèn giáo xứ Thuận Thành miền Nam. 25 quý chức ban thường vụ Đồng Hương giáo phận Bùi Chu miền Nam. 26 quý chức ban Đồng Hương giáo hạt và 13 giáo xứ Đồng Hương giáo hạt Đại Đồng. 27 quý chức ban thường vụ và các hội đoàn giáo họ biệt lập Long Thọ. 28 đại diện Đồng Hương xã Giao An, xã Giao Lạc và quý khách mời. 29 bà con Đồng Hương. 30 quý tu sĩ nam nữ. 31 chống khẩu. 32 kiều thánh Bernardo. 33 ban lễ sinh. 34 đức cha quý cha Độc Tế. 35 cộng đoàn dân Chúa. Ước gì nhờ hương sáng và lời truyền cầu của thánh Bernardo, xin cho tất cả chúng ta biết khát khao thuộc trò.
Thank you.